chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Và hôm nay ngày 28 tháng 10, và Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Mazda BT50 sản xuất năm 2016 màu đen. Và bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt là các cái dòng xe bán tải. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một cái mẫu xe bán tải màu đen sản xuất năm 2016, vâng, Mazda BT50 được trang bị số sàn 2 cầu, động cơ dầu 2.2. Vâng, chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 465 triệu đồng. Vâng, quý anh chị các bạn mới xem video thì hãy bấm nút đăng ký để thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe bên Đức Trung đang bán hàng ngày. Bên Đức Trung thì hiện còn khá nhiều các cái dòng xe bán tải để quý anh chị các bạn lựa chọn. Vâng, chiếc xe bán tải ngày thì nó càng trở lên thiết thực với lại cái cuộc sống hàng ngày cũng như là cái công việc của quý anh chị của các bạn. Chính vì thế mà bên Đức Trung chọn cái dòng xe bán tải qua sử dụng. Vâng, giá thành nó hợp lý và cái công năng sử dụng của nó thì nó đa năng hữu dụng, bằng vừa chở người được, chở hàng hóa được, thế và đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Thế và xe thì được trang bị 5 chỗ ngồi rộng rãi, hàng hóa được phép chở tầm cỡ 8 tạ, đi trong phố, đi đường địa hình, đường đèo dốc thì cũng rất là tốt. Và đặc biệt là cái dòng xe bán tải này thì được trang bị cái khung gầm của nó cao mà nó cứng cáp, nó như là một cái dòng xe tải. Thì chính vì thế nó rất là cứng vững, nó bền bỉ, cái độ an toàn khá là cao so với lại các cái dòng xe du lịch. Vâng, và chi phí nuôi xe thì cũng rất là thấp. Một chiếc xe bán tải này thì nó ít công bảo trì cũng như là bảo dưỡng, chăm sóc so với lại những cái dòng xe hơi. Thế và cái mức tiêu hao nhiên liệu xe chạy dầu khoảng 6 đến 7 lít dầu trên 100 cây đối với cái dòng xe 2.2 này thì nó rất là tiết kiệm, dầu thì nó cũng khá là rẻ. Nhưng mà chở hàng hóa thì cũng thoải mái. Vâng, 465 triệu. Đây là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe bán tải số sàn 2 cầu động cơ dầu 2.2 nhé. Và sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn xem. Vâng, 2016 thì là nó đã lên form mới rồi. Thì toàn bộ các cái phần đầu xe này là rất là đẹp nhé. Đèn trắng hết, đèn pha kết hợp với đèn xi nhan. Được trang bị thêm một đôi đèn gầm ở mé bên dưới, rất là sáng. Trong cái phần đầu của nó rất là khỏe khoắn, các cái đường led dập nổi cũng như là các cái góc cạnh cũng như là các cái mối lắp ghép của xe thì còn rất là tốt nhé. Sơn xi bên ngoài, ngoại thất bên ngoài thì khá là đẹp. Đấy, ta có thể quan sát chi tiết. Vâng, đây là cái lốp đằng trước ở bên lái nhé, là răng đúc phanh đĩa, toàn bộ các cái phần cua lốp do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão gió nó thất thường thì cho nên là Đức Trung quay nhanh để quý chị bạn xem. Đây, các cái phần đầu xe này, cái lưới tản nhiệt, logo cũng như các cái thanh chrome rất là sáng đẹp, không chê vào đâu được. Và xe thì được mang biển của tỉnh Quảng Ninh 14C22673. Đây là chi tiết của cái lốp đằng trước ở bên phụ, là răng đúc phanh đĩa, rồi cua lốp, toàn bộ các cái chi tiết ở phía bên trong, cụ giảm sóc, sắt xi, nó bật lên xuống đây, sơn xi rất là sạch sẽ, căng bóng. Vâng, và đặc biệt là cái gương kính chỉnh điện là có xi nhan báo rẽ trên gương nhé, có anten lắp ve mưa. Vâng, tay hõm cửa thì đã được ốp chrome chống chảy xước. Vâng, xe thì đã được trang bị thanh thể thao cũng như là cái lắp thùng thấp, nó bảo vệ hàng hóa trời mưa trời gió cũng như là không sợ bị thất thoát do đỗ ở ngoài đường, có khóa đàng hoàng. Về toàn bộ các chi tiết ở phía sau xe BT50. Vâng, dẫn động 4 bánh. Đức Trung cũng mở luôn cái thùng để quý anh chị các bạn ta có thể xem. Cái lót thùng này còn khá đẹp, toàn bộ các cái cột đứng, các cái chi tiết từ các cái cụm đèn cho đến các cái phần keo chỉ zin hết. Vâng, cái mẫu xe bán tải này thì
ngày nó càng được ưa chuộng đấy, bởi vì cái tính đa năng hữu dụng và cái form dáng nó rất là đẹp, rất là khỏe, và đặc biệt là nó là rất là an toàn. Đấy, toàn bộ cái phần ngoại thất của xe nhé còn rất là mới, còn mới sử dụng được có 4 năm, bằng km thì mới chạy được chưa đến 7 vạn, 6 vạn 800 mấy chục cây đấy, nên là xe còn rất là mới, rất là cứng cáp. Và sau đây Đức Trung sẽ mời quý anh chị các bạn quan sát đến cái phần nội thất của xe. Vâng, xe thì được trang bị bộ ghế lỉ nhé, cái ghế đây đã bọc thêm các cái áo ghế rồi, trần lỉ nguyên bản. Vâng, đây số sàn 2 cầu, điều hòa cơ, đầu CD nguyên bản. Vâng, đây cây số này mới chạy được có 6.8740 mấy cây. Toàn bộ các cái chi tiết chân phanh, chân ga, chân côn còn rất là mới nhé. Hạn chế cửa bản lề dây điện cho đến các cái móc khóa bên trong. Phần gương điện 4 hướng có cụp xòe nhé, kính điện 4 cánh, kính lái nghe auto. Bằng tất cả các cái chức năng hiện đại nó rất là tiện ích cho người điều khiển cũng như là người sử dụng. Nhưng mà 4 cái cánh cửa này thì cũng còn zin hết, chưa có một cái dấu hiệu tháo lắp sửa chữa. Thế và Đức Trung cũng kiểm tra rồi, các cái mã kính là vẫn đầy đủ. Còn đây là cái hàng ghế phía sau, cũng có áo ghế, cũng có gối tựa. Xe thì khá là sạch sẽ, được trang bị các cái ốp chống xước, rất là cái bậc lên xuống này. Vâng, quý anh chị các bạn, ai đang tìm kiếm, vâng, ai đang mong muốn sở hữu một cái mẫu xe bán tải, vâng, đời cao, giá phải nói là hợp lý, 2016, 2 cầu số sàn, 465 triệu, thì hãy liên hệ trực tiếp với Đức Trung theo điện thoại là 0965 951 955. Vâng, quý anh chị các bạn có thể đến xem xe trực tiếp tại chợ ô tô Cũ Quảng Ninh nằm ở ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Và bên Đức Trung còn khá là nhiều các cái mẫu xe bán tải để quý anh chị các bạn lựa chọn. Còn chiếc xe này mới về Đức Trung lên sóng luôn, nên là quý anh chị các bạn ai mà đang mong muốn sở hữu những cái mẫu Mazda đời cũng khá là cao thì hãy liên hệ với Đức Trung nhé. Số điện thoại 0965 951 955. Vâng, tiếp đến là Đức Trung sẽ quay đến cái khoang động cơ, lổ máy lên này cho quý anh chị các bạn ta cùng nghe cái tiếng nổ của máy để ta đánh giá cái chất lượng. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Mazda BT50 sản xuất năm 2016. Máy đang nổ rất là giòn, tất cả các cái chi tiết trong khoang động cơ này còn khá là đẹp, từ cái bình nước phụ đến các cái hộp tai, hệ thống giằng đầu, các cái cụm đèn pha rất là ok, máy móc còn rất là sáng, ra máy còn khá là mới, máy nổ rất là chắc, động cơ 2.2, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 đến 7 lít dầu trên 100 cây, rất là tiết kiệm. Và đây là cái lắp cabo, và còn nguyên cái lớp lỉ theo xe, nhưng mà cam kết là xe không lỗi. Quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về sử dụng gia đình, công việc thì hoàn toàn yên tâm nhé. Và kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một mẫu xe Mazda BT50 sản xuất năm 2016, trang bị số sàn 2 cầu, máy dầu 2.2, và giá bán là 465 triệu, và giá trên đã bao gồm là rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển và thiện chí thì vẫn còn bớt cho quý anh chị các bạn. Và Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.